Vâng, em chào chị ạ. Chị ơi, mình giới thiệu một tí xíu về bản thân nha. Mình tên Phương Thanh, mình ở bên nước ngoài. Đây được bạn bè giới thiệu. Chị Hoa có khai trương thì hôm nay đến trải nghiệm. Dạ. Hôm nay là mình đã đến trải nghiệm là cái nắng chỉnh khuôn mặt cho khuôn mặt nó cân đối. Dạ. Với phương pháp hợp thông liệu pháp Phúc An á, thì chị có thấy đau hay là khó chịu ở khi trong quá trình làm không ạ? Khi mà tác động thì mình cũng có cảm thấy nó đau, nhưng mà mình cảm thấy là nó mang lại được hiệu quả, tại vì nó là tự nhiên thì mình nghĩ là bất cứ cái gì tự nhiên thì nó cũng phải hơi đau một chút xíu. Với phương pháp hoàn toàn là bằng tay này mà chưa tác động gì đến với lại máy móc thiết bị á, thì cái đau này cũng chỉ là cái đau nhẹ thôi so rất là nhiều với lại việc dùng dao kéo. Dạ. Thì đây là trước đây mình gặp vấn đề gì về khuôn mặt mà mình lại tìm đến khỏe đẹp Phúc Khang ạ? Cái khuôn mặt là thấy nó hơi một bên là hơi bực hơn, một bên cũng giống như là nó không có cân đối, 64 với lại cái gò má nó hơi cao, nên là làm cho cái khuôn mặt nó không có được cân đối như là trước rồi, nó rất là nhiều. Dạ. Sau lần đầu tiên được chăm sóc và trải nghiệm thì chị thấy là hiệu quả bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Chưa biết là nó là bao nhiêu phần trăm, tại cũng khó nói, nhưng mà mình cảm thấy là nó hài hòa rất là nhiều. Như chỗ này nè, trước đây là nó hóp nhiều, Nó đầy đặn hơn. Rồi cái mũi á, nó nhiều khi nó cũng thấy nó hết á, thì nay nó cũng giảm. Rồi chỗ cái thái dương cũng bớt hóp hơn, gò má thì bớt keo hơn, nên là khuôn mặt nó góc cạnh á, nói chung là nó lồi nó lắm nhiều, bây giờ nhìn nó có nó cân đối, nó hài hòa hơn, nó rất là nhiều. Dạ, chị mới sau một lần đầu trải nghiệm mà mình đã thấy gương mặt của chị cảm thấy rất là hài hòa và đầy đặn hơn rất là nhiều rồi ạ. Thì ví dụ như mà mình có bạn bè mà mình cũng muốn làm đẹp thì chị có sẵn sàng giới thiệu đến với khỏe đẹp Phúc Khang không ạ? Trước khi mà đến đây để trải nghiệm thì cũng hơi đắn đo. Nói chung là làm sao mà có thể mà dùng tay mà có thể điều chỉnh được như vậy. Lúc đó thì mình mang một cái tâm trạng là muốn trải nghiệm thôi, xem như thế nào. Nhưng mà thực tế là cái hiệu quả thì nó ngoài cái sự trông đợi của mình. Thì tất nhiên là cái phương pháp mà nó an toàn, nó hiệu quả như vậy thì mình sẽ giới thiệu cho những cái người cần, các bạn bè của mình đến. Tại mình đã trải nghiệm rồi, cái bằng chứng sống thiệt ở đây thì các bạn sẽ tin. Tại vì những người biết mình thì cũng đã biết những cái khuyết điểm của khuôn mặt của mình. Khi mà mình giới thiệu là khi mà họ nhìn thấy được cái sự thay đổi chính trên khuôn mặt của mình thì họ sẽ tin và họ sẽ chắc chắn là họ sẽ đến ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Hy vọng là sẽ được gặp chị trong một ngày sớm nhất ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. Em đừng có dừng lại đây để cô cho bạn cái chỗ này lên một tí nữa. Dạ. Dạ. Vâng, đây là cô Vân ạ. Cô giáo chính trong cái phương pháp thập thông liệu pháp ạ. Cô đang thực hiện một vài cái phương pháp chỉnh về lông mày cho chị trực tiếp cho mọi người ạ. Dạ. Mọi người sẽ thấy hiệu quả ngay tức khắc ạ. Với phương pháp này là hoàn toàn mình dùng lực bằng tay, không sử dụng mổ xẻ hay là dao kéo gì, nên rất hoàn toàn, rất là an toàn, mọi người có thể yên tâm, không đau ạ. Chị đưa cho cô mượn cái gương nào. Đâu vừa bảo lấy cho cô lấy cái gương đâu. Thêm một tí xíu nữa là cái chỗ mắt bên này nó sẽ to lên được rồi nè, nó đều hơn với bên kia. Nhìn này. Dạ vâng. Thấy chưa? Dạ. Thấy cung mày bên này đứng nâng lên nữa chưa nào? Cái mí ở bên này nó hơi sụp, cung mày nó hơi tắt. Đúng. Thì bây giờ cô chỉnh đỡ hơn. Đỡ hơn rồi đấy. Đều hơn rất là nhiều. Ừ. Dạ. Người học được học mọi người ạ. Thì phải còn tuyệt vời luôn á. Chúc mừng nhá. Chúc dạ, mừng. Em cảm ơn cô. Ơi, hai vợ chồng đều hôm nay về ngắm nhau nhá. Dạ. Người thật việc thật mọi người ạ, chỉ trong tích tắc vài giây thôi mà cái sự thay đổi trên gương mặt đã hoàn toàn rõ rệt. Đây.
Em cảm ơn chị rất là nhiều khi mà đã đến với trung tâm khỏe đẹp Phúc Khang, đã tin tưởng và sử dụng cái dịch vụ bên em ạ. Chúc chị được nhiều sức khỏe và hẹn gặp chị trong thời gian sắp tới và nhanh gần nhất ạ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tất cả cô và các anh chị đã hướng dẫn cũng như là điều trị rất là nhiệt tình. Xin cảm ơn. Đây là chồng của chị ạ. Dạ. À, đấy. Cũng là thành hot girl. Hot boy. Hot girl. Dạ, hai vợ chồng đều đang tham gia trải nghiệm ở khỏe đẹp Phúc Khang ạ. Đây, anh chị đứng gần nhau nha để. Dạ. Chào. Dạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Thanks for giving the treatment. Dạ. Cảm ơn các bạn đã tới đây nha. Tới đây.